Xin chào các bạn, tiếp chuỗi Advent May, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn kiểu lắp linear, linear couple, ràng buộc hướng chuyển động theo tỷ lệ giữa hai chi tiết các bạn ha. Đầu tiên mình sẽ định vị tạm thời cho nó về vị trí ban đầu ha, trùng với bề mặt màu xanh này, giữa hai chi tiết màu vàng và màu đen này ha. Mình sẽ chọn lệnh May nè. Các bạn sẽ chọn cái option là U for position only ha, định vị tạm thời. Và mình sẽ chọn là coincident giữa bề mặt nào, bề mặt màu đen này ha. Đây, và bề mặt màu xanh này. Đây các bạn ha. Ok, tiếp tục mình sẽ chọn bề mặt màu vàng này ha, đây ha, và bề mặt màu xanh này các bạn ha, tiếp tục là coincident. Và các bạn lưu ý là mình sẽ cho nó là U for position only nha các bạn. Các bạn click ok ha. Ok, như vậy các bạn đã định vị tạm thời được nó rồi ha. Nó không tạo ra ràng buộc cho các bạn, chỉ định vị tạm thời ngay vị trí này thôi, để các bạn biết được cái vị trí xuất phát ban đầu của những cái chi tiết này ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ràng buộc Advanced May. Mình sẽ chọn kiểu là linear, linear couple các bạn ha. Linear couple giữa hai bề mặt của hai chi tiết nào, các bạn lưu ý ha. Bề mặt của chi tiết thứ nhất màu đen này, và bề mặt của chi tiết thứ hai màu vàng này. À, các bạn chọn hai thông số này là đã đủ kiểu lắp của các bạn rồi ha. Hoặc các bạn có thể là chọn thêm cái chi tiết tham chiếu giữa hai cái bề mặt này. Ví dụ như là mình chọn chi tiết ngoài này là chi tiết tham chiếu ha. Đây, cái bề mặt thứ hai cũng làm chọn cái chi tiết ngoài này làm bề mặt tham chiếu ha các bạn ha. Và đây là thành phần phụ thôi, các bạn có thể là không chọn ha, cái phần bạc này nè các bạn có thể là bỏ qua. Và thông số quan trọng là ratio, tỷ lệ ha, cái bề mặt màu xanh và bề mặt màu tím. Bề mặt màu xanh di chuyển được 1 thì bề mặt màu tím di chuyển được 2, tỷ lệ là 1:2, ví dụ như vậy các bạn ha. Và bây giờ mình ok cho các bạn xem. Ok nè, thì khi các bạn di chuyển ha, chi tiết màu đen thì chi tiết màu vàng sẽ di chuyển được 2 ha. Đây ha, các bạn có thể thấy nè, tỷ lệ ha như thế này. Đây ha. Đó. Đây ha. Các bạn chọn lại linear, linear couple. Ở đây mình chọn reverse. Nếu như mà chọn reverse thì hai thằng sẽ di chuyển ngược chiều nhau các bạn ha. Các bạn ok. Thì thằng này di chuyển lên, thằng kia di chuyển xuống với tỷ lệ 1:2. Ha, các bạn có thể thấy thì đó là linear và linear couple. Và đối với bài tập này mình sẽ ràng buộc hợp lý như sau ha. Cái linear couple này mình tạm thời delete đi ha. Mình sẽ ràng buộc theo thứ tự May này các bạn. Các bạn chọn U for position only. Mình sẽ chọn consider. Đây ha. Và mình sẽ chọn kiểu là multi May nè. Đây. Và ràng buộc tham chiếu ha. Đây. Và các ràng buộc này cho nó consider với nhau ha. Mặt thứ nhất và mặt thứ hai ở đây các bạn ha. Đây. Cho nó về vị trí tạm thời như thế này. Ok ha. Ở đây các bạn sẽ tạo thêm một cái May mới. Lệnh May nè. Các bạn chú ý là mình không chọn U for position only nữa ha. Mình sẽ chọn Advanced May, kiểu là limit distance giữa bề mặt này với bề mặt này. Vị trí hiện tại của nó là 0, ví dụ như vậy. Và giới hạn khoảng cách của mình, các bạn có thể là dùng evaluate measure ha, để đo cái khoảng cách cạnh này là bao nhiêu. 900 thì mình sẽ giới hạn mắt cho nó là 900 các bạn ha. 900 và 0 này. Ok, để mình ràng buộc là chi tiết màu đen này chỉ giới hạn trong khoảng cách là 900 này thôi các bạn ha. Các bạn click ok. Sau đó các bạn mới tiến hành là linear, linear couple các bạn ha. Và chọn tương tự như mình, mặt thứ nhất và mặt thứ hai, và tỷ lệ là 1:2 các bạn ha. Ở đây các bạn sẽ click ok. Và các bạn xem hướng di chuyển của nó ha. Đây. Mình sẽ di chuyển chi tiết màu đen này thì nó chỉ giới hạn trong khoảng cách là 900 thôi. Và các bạn sẽ thấy tỷ lệ 1:2 với chi tiết màu vàng ha, nó ra tới đây là maximum. Đây ha. Kéo về, kéo ra như thế này. Đây ha. Chúc các bạn thành công.